Ngày 11 tháng 11, đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bến Tre cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một nam thanh niên, sinh năm 1992, làm lễ tân, ngụ phường 6, thành phố Bến Tre, mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân đang được cách ly tại phòng trọ, chờ chuyển vào bệnh viện điều trị. Trước đó, ngày 3 tháng 11, bệnh nhân khởi phát bệnh với triệu chứng đau họng, nổi bóng nước ở vùng môi trên nên đi khám. Sau khi các triệu chứng bệnh không khỏi, mà mụn nước nổi thêm ở vùng hậu môn, bộ phận sinh dục, mặt và bàn tay. Đến ngày 9 tháng 11, bệnh nhân tự bắt xe đến Bệnh viện Gia Liễu, thành phố Hồ Chí Minh khám và được lấy mẫu, vì nghi ngờ đậu mùa khỉ. Sau đó thì bắt xe về địa phương. Điều tra dịch tễ, bệnh nhân có tiếp xúc với 3 trường hợp sống gần phòng trọ. Trong đó, một trường hợp có triệu chứng nổi bóng nước và thường xuyên đi lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre, còn có 9 trường hợp khác khi bệnh nhân về dự đám giỗ tại nhà ở huyện Dòng Trôm. Đồng thời, CDC Bến Tre sẽ truy vết trực tiếp ca bệnh và lập phiếu điều tra trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, gửi kết quả, biên bản làm việc cho Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Bến Tre.